Chào mừng các bạn đến với cuộc thi nín thở lâu của người cá cấp thành phố. Quá dữ. Hôm nay là một sự kiện hoành tráng có sự tham gia của hai người ếch. Một người ếch tên là Nemo, một người ếch tên là gì? Vi. Rồi em tên gì? Người cá gì đây? Gavin. Người cá Kim Na. Người cá Dung. Người cá Helen. Người cá Khánh. Rồi mời các bạn người cá và người ếch bắt đầu sẵn sàng nha. Tôi đếm từ 1 tới 3 là cùng nhau úp mặt xuống nha. Thở nước cần thở nước ổn định không? Thở nước ổn định đi. Rồi. Thở nước ổn định nha, rồi bắt đầu vô nha. Bạn nào sẵn sàng rồi thì giơ tay lên cho tôi biết. Rồi, sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Kim Na sẵn sàng luôn rồi, còn Helen và Khánh. Rồi, Khánh sẵn sàng. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu đếm nha. 1 2 3 bắt đầu. Vậy là lên cùng một lúc đúng không? Là hai bạn cùng nín thở đến 90 giây. Thở nước đi. Thở nước đi người ớt. 90 giây. Em đã thua rồi, bây giờ hai người kia. Rồi. Tôi xin thông báo. Hai bạn này rất mạnh nha, nín thở được 90 giây nha.